sợ. Ác không chịu. Rồi ok, cái này nhá. À, hình thẻ V. Các bạn để 4 hình. Ok, IMG. Email. Cô gái ha. PNG. Đấy, các bạn chạy lên. Cái hình này thì dễ. Các bạn không cần. Đấy, hình này, được chưa? Thì các bạn xem cái hình này, các bạn sẽ để bố. Các bạn có 4 cái hình, các bạn bố cục cho 4 cái hình này. Copy 4 hình ra. Không quên, xin lỗi, bấm 5 năm chứ. Được chưa? Để 4 hình. Bây giờ định dạng thì các bạn viết một cái CSS riêng. Các bạn viết một cái CSS riêng. Lát 3. Cô để CSS đấy ở trong cái thư mục CSS. Ok chưa? Đó. Thì cô sẽ tham chiếu tới bằng câu lệnh là link type href bằng CSS sạc style. Ok. Còn hình cô sẽ để trong thư mục email. Thì mỗi bài lát các bạn cứ làm như vậy. Được chưa? Rồi bây giờ định dạng, cô sẽ định dạng trong CSS. Thì bây giờ cô sẽ định dạng. Cái này tạm thời cô chưa dùng tới, đúng không ạ? Không dùng tới thì nó không có ảnh hưởng gì hết. Thì cô định dạng cái email. Email các bạn định dạng thành IMG. Theo yêu cầu của bài toán. Các bạn theo yêu cầu của bài toán thì các bạn để là cái gì ạ? Các bạn để là kích thước 20% 40, tức là nghĩa là 40% theo kích thước của màn hình là 100%, thì cái hình đấy chiếm 20%. Đấy. Cái này các bạn để cái width 20%. Chưa, hay 150 pixel. Đấy, các bạn thấy cái hình nó sẽ thay đổi. Hình nó thay đổi. À, cô xin lỗi. Được chưa? Nó rộng ra. Đúng không ạ? Nó rộng ra. Ok. Rồi. Cái tiếp ha. Ta xem yêu cầu về toán là gì. Khoảng đệm ta gọi là padding. Tức là khoảng cách từ cái viền của cái hình đến cái hình. Thì được gọi là padding. Cô để cái này là để 10 pixel. Các bạn thấy cái hình nội dung nó cách ra. Được chưa? Rồi các bạn để viết cái khoảng cách đấy. Các bạn nhìn cái tỷ để border. Các bạn nhìn nó ra. Rồi lề 5 pixel. Bo góc là border radius. Màu nền là background color. Màu vàng. Okay. Vậy ta sẽ có nè. Margin là 5 pixel. Rồi border radius. Cái này là để 10 pixel. Và background color màu yellow. Thấy chưa? Đúng theo hướng dẫn chưa? Thì cái này nè, đi khoảng cách từ cái viền ở ngoài vào đến cái hình thì nó chính là padding. Bởi vì nó thừa 10 pixel cho nên màu vàng nó sẽ chiếm 10 pixel. Hiểu không? Đó. Và khoảng cách giữa hai hình là 5 pixel thì bên trái bên phải cộng lại nó sẽ là 10 pixel. Thấy chưa? Bây giờ đến border đến cái gì ạ? Cái shadow, shadow ha. Cái shadow bóng nhòe, đồ dày 5 pixel và màu xanh. Thực ra cái này nếu mà làm giống ở trong cái hình này thì nó không, nếu làm không giống đâu. Nó sẽ hơi khác đấy. Đây. Cái này là màu xanh nè, thấy không ạ? Blue. Nhưng cái này chỉ có đồ nhòe, không có đồ dày. Thì bây giờ cô sẽ nói các bạn cái code nó gồm những cái gì. Cái box shadow nó gồm những thuộc tính này nè. Nhìn vậy nó dễ nhớ lắm. Ha. Nó gồm đầu tiên là chiều ngang
đồ dày ngang mà các bạn mà cho nó thì nó sẽ bị lệch, nó ngang và dọc nó sẽ bị lệch. Thì các bạn sẽ cho, nếu mà muốn nó chỉ nhận đồ nhòe không thì chỗ này đây cô để 5 pixel đi ha. Chiều ngang 5 pixel, chiều cao 5 pixel nữa. Đồ nhòe tương ứng với 5 pixel. Đó, và màu sẽ là blue. Đây. Màu sẽ là blue, nó sẽ là như này. Hiểu không ạ? Nhưng trong cái bản gốc, cái màu mẫu nó không phải lệch một bên, mà nó sẽ là gì đấy ạ? Viền cả xung quanh. Thì khi đấy cái chiều cao và cái gì đấy, và chiều đứng phải để không. À, phải để không không thì nó mới giống. Hiểu không? Phải để không không thì mới được. Thì các bạn nhìn thấy cái này nè, các bạn chạy ra chưa? Cái này màu xanh nè, đồ bóng nè. Còn nếu các bạn muốn cái đồ bóng đấy, cái đồ nhòe đấy nó có đồ dày, nó đậm hơn, thì các bạn lại cho thêm một cái thuộc tính nữa. Sau cái 5 pixel này sẽ là đồ dày. Cái này cô để là 2 pixel đi. Để 5 pixel nó dày lắm. Hiểu không ạ? Nó có độ nhòe, đồng thời nó có đồ đậm, đồ dày của cái đồ bóng đấy. Hiểu không? Thì cái đồ bóng này nè, nếu các bạn không có đồ dày này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ giống như một cái đường viền rất mạnh. Hiểu không? Và cái này chính là nó thay cái border. Thực ra một cái hình, một cái hộp mà có cái border thật của nó nhìn cứng nhắc hơn nhiều. Nó cứng lắm, nó là một đường kẻ gạch. Nhưng nếu là cái đồ bóng mà có đồ nhòe thì cái đường này nó mờ, nó rất là mềm mại. Hiểu không ạ? Nó mềm mại. Thì sau này, tức là xu hướng sau này nhá, trước đây là dùng border, còn xu hướng sau này là cái người lập trình web người ta không dùng border để viền nữa, mà người ta dùng cái đổ bóng shadow á. Nhưng mà shadow là có cái đồ nhòe 2 pixel hay là 3 pixel hoặc 5 pixel gì đó, thì nó giống như là một cái đường border vậy, nhưng nó đẹp hơn. Hiểu không? Nó mềm mại hơn. Đấy, đó là các bạn xem cái xu hướng nó như vậy. Đấy, nhìn rất là đẹp. Và các bạn cái này các bạn làm một cái, nó áp dụng cho tất cả 5 cái đúng không? 4 cái. Xong chưa ạ? Rất dễ đúng không? Bây giờ hover các bạn chỉ cần đưa con y chang như vậy là nó sẽ ra thôi. Cái hover, hover ra cái này thì các bạn chỉ cần hover là đưa con trỏ lên. Hover khỏi cần thẻ P, bởi vì cái này ta chỉ có một thẻ IMG thôi, cho nên không cần thẻ P. Con tí nữa tôi sẽ nói tại sao phải để thẻ P đằng trước, tí nữa nói nha. Rồi, đồ nhòe các bạn đồ dày cho lên 20 pixel và màu đỏ. Và màu nền thì bây giờ sang cái màu gì đã? Aqua đúng không? Đồ dày này các bạn cho lên, đồ nhòe này cho lên 20 pixel. Đồ dày này chỉ 5 pixel thôi. Người ta sửa lại cái đồ dày, cái này vẫn dày lắm. Người ta có IMG 2.hover, tức là đưa con trỏ lên hình thì nó sẽ có là thay đổi khi box shadow thôi. Đúng không? Và cái này là đến 20 pixel, đồ 20 pixel. Đồ dày. Cái này là màu gì ạ? Red. Đây, đúng rồi, red, đỏ. Nhìn sang. Đây. Thấy chưa? Nó màu đỏ nè. Còn cái nền đổi thành màu aqua thì ta gì đây ạ? Background. Đây. Màu xanh. Thấy chưa? Rất dễ. Đơn giản vậy thôi, hover. Rồi, easy. Rồi bây giờ đến cái bài 2 mới là quan trọng. Đó là cô demo thôi, các bạn làm giống cái này đi. Ừ, hai bài mà, để cô demo cho các bạn. Rồi cái bài này này các bạn. Bài này thì không thể làm đơn giản như cái này được nữa rồi. Mà các bạn ở ngoài các bạn phải viền gì đấy hả? Làm một cái hộp để một cái thẻ, đúng không? Để thẻ gì đấy? Thẻ deep. Đồng ý không? Để thẻ deep.
trong thẻ DIP các bạn lại có gì đây ạ? Tên, hình, giá, đúng không? Cô nói luôn là cái chỗ mà cái DIP này nè, các bạn thay bằng cái gì đấy, thẻ P cũng được nhá. Không nhất thiết phải là thẻ DIP, thẻ P cũng được. Thế đó, thì bây giờ cô sẽ làm cái này. Đây, ta sang cái bài này. Đây, sau cái thẻ P này cô làm cái thẻ DIP này. Ok, cô không làm cái DIP. Các bạn viết nhớ là có thụt đầu cho cô nhé, thụt đầu dòng. Rồi, cái chỗ này nè, cô không cần, cô không cần column đâu. Cái này chính là một cái box này. Cô bỏ column đi, các bạn nhìn cho dễ. Bỏ column đi ha. Các bạn sau này làm thì làm giống trong sách. Còn cái này cô bỏ column đi. Nào. Đây, cái này sản phẩm, cái này là cô gọi là một cái box. Cái này được gọi là một cái box. Được chưa? Cái này được gọi là một cái box, một cái hộp, đúng không ạ? Cái này hộp của cô là sản phẩm. Cái này cô không cần để thẻ DIP, cô để thẻ P cũng được, đúng không? Đóng cái thẻ P lại. Cái DIP, cái thẻ P là thẻ đoạn. Thẻ P bản thân nó từ xuống dòng. Còn thẻ DIP là chỉ cái thẻ để các bạn, trong cái thẻ DIP là thẻ trong các bạn để một chuỗi hoặc có thể để một thẻ khác. Hiểu không? Nó là cái thẻ phân vùng. Tiếng Anh của nó là division. Còn thẻ P là thẻ đoạn. Thực ra cái này nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi thẻ. Bởi vì khi các bạn đưa bất kỳ thẻ gì vào, các bạn dùng CSS cái thẻ đấy nó cũng thay đổi trạng thái được. Hiểu không ạ? Thậm chí cái này các bạn để thẻ hát không ảnh hưởng. Hiểu không? Đó. IMG, cái này cô để là, cô để là cái hình thứ hai. Email con gì? .png ha. Ok. Cái này cô để thẻ P luôn. Giá. Ở trong này các bạn để thẻ delete là thẻ xóa. Viết xong gạch ngang gạch xóa được gọi là thẻ delete. Hiểu không ạ? Đây, đóng thẻ P lại. Ok. Có thể là cái thẻ xóa này nè, các bạn làm cái khác. Bây giờ nhìn, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có vấn đề như sau. Cái email này nó chịu ảnh hưởng của email này. Email dưới hình như nào thì email trên hình như vậy. Nó bị ảnh hưởng. Tại vì tôi đang dùng cái thẻ email, cho nên khi dùng chung các bạn rất là cẩn thận. Nhìn nha. Giống nhau chưa? Như vậy không được. Cái dưới của tôi khác, cái trên khác, đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ, đây Nokia nằm đây, riêng cái hình này nó giống, không được. Vậy để phân biệt email ở trên và email ở dưới, nghe nè, cái này cực kỳ quan trọng, thì các bạn phải tìm cái điểm để khác nhau. Email này ở trong thẻ DIP và class sản phẩm, đúng không? Còn email này trong thẻ gì? Thẻ P. Đó, bây giờ để phân biệt ra, tôi để cái này là email ở trong cái thẻ P. Vậy tôi sẽ để là P mũi tên dấu lớn hơn. Rồi, P dấu lớn hơn. Vậy cái dấu lớn hơn là cái gì? Đây, nghe, nghe nhá. Nếu tôi ghi như này nè, tôi ghi là P cách một cái IMG, thì cái thẻ email IMG này nó là con của thẻ P. Nhưng con của này có thể là con ở nhiều cấp. Nó nằm trong thẻ P nhưng có thể nhiều cấp. Có thể là cháu chát chút chít gì đó. Hiểu không ạ? Còn nếu tôi để thẻ P mà có cái dấu lớn hơn này, có nghĩa là con trực tiếp, nghĩa là thẻ P xong đến thẻ IMG luôn. Hiểu ý không? Là con trực tiếp của nó. Hiểu không ạ? Đó. Đấy, cho nên các bạn sẽ thấy nó hiểu nó khác nha. Quay lại cái này. Chạy lại nè. Cái hình này không chịu tác động nữa rồi. Chỉ có 4 hình trên tác động, hình dưới không bị tác động bởi cái CSS ở trên nữa. Đồng ý với tôi điều đó không? Ừ. Thấy chưa? Vậy để phân biệt các thẻ với nhau thì ta tìm cái điểm khác nhau giữa các thẻ đấy, các cái nhóm thẻ đấy. Hiểu không ạ? Vậy thẻ IMG ở trên là nó nằm trong thẻ P, còn thẻ IMG ở dưới thì nó nằm ở trong thẻ DIP. Đúng không ạ? Cho nên nó sẽ không chịu ảnh hưởng.
Cái đấy là cái rất hay của CSS, đúng không? Các bạn làm thoải mái, đúng không? Rồi bây giờ tôi định dạng cái hộp. Cái hộp thì nó sẽ, cái này tôi bỏ luôn nha, cái này tôi bỏ rồi. Cái hộp nó sẽ như này. Đầu tiên nó sẽ nằm trong thể div. Và cái class này, class này, cái class là sản phẩm, là thuộc thể div này, cho nên tôi sẽ để là chấm sản phẩm. Cái class này nè, chấm sản phẩm, có nghĩa là cái class sản phẩm thuộc thể div. Còn nếu class sản phẩm mà thuộc một thể khác và con của thể div thì tôi phải là để cách mới đúng, hiểu không? Để con mà, hiểu không? Class con đấy, cho nên cái này là thuộc nó, chính nó luôn. Có để là div. Class sản phẩm này ta sẽ gồm những thuộc tính gì đây? Ta nhìn cái đề có border không? Hình như cái này không làm border, mà để có border không? Không có border mà bây giờ dùng gì đấy á? Sơ đầu, các bạn thấy bây giờ border là hầu như người ta bỏ, hiểu không ạ? Không có đẹp, nó cứng nhắc. Column mỗi cái 25% và float left. Tôi không nói float left vội, tôi sẽ để nó là 25% trước nhá. Đây, cái div này cô để là width 25%. Đây. Rồi để đó đã. Rồi. Cái column mỗi cột, xin lỗi, đây là mỗi cột, cô bỏ mỗi cột đi. Đây. Sản phẩm đúng không? Kể nó đi. Rồi. Border nè. Radius, shadow nè, padding, margin, text align. Text align là cái nội dung nó nằm giữa. Hiểu không ạ? Bây giờ ta sẽ là như này. Cái này cô tạm thời để 20 đi ha. 20. Rồi. Tiếp cái gì đây? Ta có shadow trước ha. Box shadow. Không, không, 5 pixel. Gray. Được chưa? Ta coi áp dụng đúng không nha. Được chưa? Bây giờ muốn cho nội dung ra giữa thì ta sẽ để gì đây ạ? Text align. Text align. Center. Được chưa? Nội dung ra giữa chưa? Rồi, bo góc nè. Đúng không? Bo góc. Là border gì ạ? Radius 10 pixel. Đây. Bó góc chưa? Đẹp rồi. Bây giờ ta để margin padding cho nội dung nó cách ra. Padding 10. 10 pixel. Cái này học thuộc. Margin 5 pixel. Thấy mình học thuộc chưa? Thực ra là các bạn làm đi làm lại chỉ mấy cái này thôi. Nó đơn giản lắm, nhìn nó nhiều mà thực ra là chỉ có mấy cái lặp đi lặp lại. Được chưa? Ok. Rồi bây giờ các bạn mới chi tiết tới những cái này. Bây giờ các bạn xem giá và tên nó là như nào. Bây giờ tên nè. Tên thì yêu cầu cái gì ạ? Chấm tên. Phông sai, cái này cô copy luôn cho nó nhanh. Được không? Ok. Đây. Cái tên thì cái tên các bạn để như sau. Div chấm sản phẩm. Rồi tách một cái chấm tên. Ok. Đây. Khóa nhỏ là gì đây ạ? Small cap. Phông sai. Ok. Xong. Đây, tại sao cô để là div sản phẩm chấm tên? Các bạn nhìn nào. Cái tên này có phải thuộc sản phẩm không? Thì để div sản phẩm xong cách một cái chấm tên hoặc là p chấm tên
để sau này các bạn có copy cái bốc này đi đâu thì tất cả CSS nó vẫn theo cái bốc đấy, hiểu không ạ? Để phân biệt, không lỡ có một cái sản cái chỗ khác cũng để tên thì làm sao, hiểu không? Cho nên tôi đi từ cha xuống con, hiểu không ạ? Cho nên viết cái này nhìn vậy nhưng viết phải cho kỹ, ok được chưa? Các bạn nhìn đúng chưa nhé? Small cap chỗ này đúng chưa? Blue màu xanh đúng không ạ? Để đậm thì các bạn để font weight bold, nếu muốn để đậm thì các bạn sẽ là để gì đấy ạ? Font weight bold là nó sẽ đậm, được chưa? Còn giá thì sao nhỉ? Giá thì lưu ý có hai loại giá. Giá đầu là bị gạch ngang, nghĩa là giá nó bỏ đi. Còn giá thứ hai là nó giá khuyến mãi, đúng không? Đấy, hai cái này các bạn phải phân biệt với nhau. Đây, giá khuyến mãi sẽ là màu đỏ, còn anh này bỏ đi, anh này màu xám, gray, hiểu không ạ? Cũng không được màu đen, nó màu gray. Bây giờ cô sẽ làm như sau, cũng deep sản phẩm, xong cái P chấm giá, đồng ý không? Đấy, các bạn nhìn sang nha, P chấm giá được chưa? P chấm giá tất cả cô để màu đậm hết. Có phông size không? Để cô coi phông size cho nó bự bự một tí, đúng không? Phông size bao nhiêu? Phông size large row luôn đúng không? Rồi, cái này cô sẽ để là phông size. Copy đi ha, copy cho nó nhanh. Đấy, xong. Đấy, được chưa? Nhưng cái này màu đỏ, còn cái này màu, cái này một cái màu đỏ, còn một cái màu xám đúng không? Rồi, cô sẽ để nó là màu đỏ. Color 2.red, cô sẽ để màu đỏ. Tuy nhiên cái này cô để gì ạ? Màu xám. Cô sẽ làm như sau. À, chỗ này cô sẽ bỏ giá, xong cô cách một cái thẻ delete. Cô để là gì ạ? Màu gì? À, gray. Nhầm. Ra chưa? Đúng không? Cô tách nó ra, cô để cả màu đỏ riêng cái đấy, cô để màu gray. Được chưa? Đã xong chưa? Rồi bây giờ xong rồi, bây giờ ta chỉ cần copy thôi. Đúng không? Xong một cái rồi, ta làm một cái thôi. Thế làm cái này nhanh lắm. Vậy nhiệm vụ ta sẽ là gì đấy? Copy cái deep sản phẩm này ra nào. 1, 2, 3, 4. 4 cái ha. Chạy. Lab 5. Nó xuống dòng. À, phải flat lab để thả nổi. Flat lab để thả nổi nó lên. Chính xác. Vậy ta bây giờ nó có một cái lợi thế gì các bạn biết không? Khi sửa ta sửa một chỗ thôi. Làm CSS chung là vậy. Sửa một chỗ thôi, giúp sản phẩm đúng không? Thêm cái gì ạ? Plot left. Chạy lại, F5. Ra chưa? Có đúng 5 phút không? Nó vừa nói vừa làm là 5 phút, còn làm không, làm lâu, còn làm một mình chỉ 5 phút thôi. Hiểu không ạ? Đấy, rất là nhanh, đơn giản lắm. Có giống cái kia không? Có giống cái sản phẩm bên kia không? Rất giống. Bây giờ thêm cái hover nữa. Chỉ luôn nè. Chỉ luôn thêm cái hover nữa. Nghe ha. Cái này các bạn xem nó hover. Đầu tôi click vào một cái cho các bạn coi ha. Đây. Không phải cái này, cái nào mà hover nhỉ? Hover cái này hình nhảy thôi. Hình nhảy nó dễ. Cái FPT Shop. Ủa? Cái nào nhỉ? Cái nào mà hover nó lại đè lên nhỉ? Không phải cái này. Có cái hover. Hover. Hover này khác không? Hover chứ không phải là click.
Cô bữa cô demo cái nào? Thế giới di động. Có gì nữa không nhỉ? À, ngoài thế giới di động có trang web nào không nhỉ? Anti computer the guy. Đây. Đây, thấy hover không? Nhìn nhìn nhìn. Nào nào, hover lại một cái khác nha. Này mấy bạn. Đây các bạn, hover nó lại ra một cái khác thì phải làm sao? Được chưa? Hover làm ra một cái khác. Đúng không ạ? Đồng ý không? Để bây giờ tôi sẽ làm một cái y chang như thế này. Ok. Thì để hover này các bạn, nhiệm vụ các bạn làm cái deep như này. Được chưa? Làm cái deep như này. Thì bây giờ như này, các bạn ở đây nè. Các bạn trong cái sản phẩm này, mỗi cái deep này nè, các bạn sẽ để một cái deep nữa, hoặc là viết một cái deep bao nữa. Cái deep bao nữa. Deep ID class, xin lỗi class. Class ha. SP đi. Rồi, trong cái deep này, ta đóng cái deep này lại. Tôi lại có một cái deep khác y chang cái deep này. Được không? Đây. Y chang như vậy. Tôi copy một cái deep khác y như vậy. Nhưng mà tôi không đặt là sản phẩm, mà tôi có thể đặt là SP hover. Tức là để nó hover lên ha. Rồi còn cái nội dung ở đây tôi để một cái chữ này thôi. Đây, hover. Tôi bỏ hết đi. Hoặc là tôi để cái background nó màu khác đi. Các bạn sẽ nhìn thấy. Bây giờ nhìn nha. SP hover này, cô sẽ viết cái CSS cho nó. SP hover. Đây. Vậy cái deep chấm SP hover có CSS giống y như là sản phẩm. Đây nhìn nè. Có cái deep. Đây có CSS y như cái này. Đây có CSS y như cái này. Đúng không ạ? Rồi các bạn nhìn nha. Chạy nè. Cái hover nó nằm đây. Đúng không? Cái hover nó nằm đây. Được chưa? Nhưng mà tại vì cái này không có kích thước. Kích thước cái này nó lại theo cái nội dung. Bây giờ cái này không có kích thước. Bây giờ cô đặt kích thước của sản phẩm. Đúng không ạ? Sản phẩm cái này là cô để là 200 pixel. Các bạn coi nha. 200, 300 pixel. Sản phẩm. Hay. Các bạn để 300 pixel thử xem có đúng không nhỉ? Nó gần gần đúng thôi, không đúng lắm đâu. Đâu rồi, lớp 5. Nó bự quá đúng không? Kệ nó, dậy đi. Không sao hết, để 300 pixel được chưa? Thì cái này cô cũng để 300 pixel thì nó sẽ bằng nhau. Đấy, các bạn sẽ thấy hai cái này nó sẽ bằng nhau. Thấy chưa? Bây giờ cái này nó sẽ đè lên cái này. Đúng không ạ? Thế làm sao để nó đè? Cái này được từ từ cô để bỏ cái float left đi. Nó đây. Thì nó đẩy, cái này nó sẽ đẩy cái này xuống. Ok. Bây giờ nó sẽ, cô sẽ cho cái dưới nó đè lên cái trên. Bỏ cái này cũng được. Bây giờ như này đi ha. Trước tiên là cô sẽ ẩn nó đi. Nó giống rồi, bây giờ cô ẩn nó đi. Để ẩn nó đi, cô dùng disable display none. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ mất đi. Mất chưa? Ẩn nó đi. Khi nào hover cô mới show nó lên.
Vậy cái này cô sẽ để như sau. Cái này hover. Hover. Cô mới show nó lên display block. Show nó lên các bạn nhìn nha. Ở đâu mà kìa. Hover. Display none display. Ủa sao kìa. Có thể nào bị đè không? Từ từ nha, cô để bỏ cái float left đi. Ủa? Sao hover? Đơn trỏ lên à? Cursor. Hand. Pointer. Đơn trỏ vào. Đây đây, đơn trỏ tay vào xem nó có đúng không? À, rồi 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 rồi, tôi xin lỗi. Lỗi của cô. Tại sao lỗi của cô không phải hover cái này? Mà hover cái nào? Hover sản phẩm, xin lỗi. Hover sản phẩm. Khi hover vào sản phẩm thì anh này sẽ show lên. Hiểu không ạ? Rồi, F5. Thấy, đâu thấy gì đâu. Ủa sao kìa? Hover, sản phẩm hover. Thì rồi rồi rồi, từ từ. SP. Deep SP. Hover. Rồi deep. Chấm SP hover. Đây. SP là cái class sản phẩm này nè. Thấy không? Thấy chưa? Tôi hover cái này thì anh này ra. Từ từ. Ok, rồi. Từ từ. Đây, tập trung. Ra chưa? Nó lại nhảy dưới nè. Nó đẩy dưới nè. Nhảy nè. Bây giờ làm sao để nó đè lên? Khoan đã nha. Bây giờ làm sao để nó đè lên nhỉ? Nhìn nè. Để đè lên, ở trên các bạn để cái position. Position các bạn để là relative. Ở dưới các bạn để position. Relative. Top. Âm. Top không. Rồi life. Life. Âm 25%. 20%. Ok. Trở lại ha. Nó để life. Rồi. Lot left. Nó đè lên à? Mà khoan, tại sao nó đẩy anh cha này xuống? Âm 20%. Đè lên, khoan, nó đè lên. Nhưng mà tại sao cái chỗ này lại bị đẩy xuống nè? Nó mất một chỗ nè. Ai kỳ cục. Từ từ. Ra rồi đúng không? Hover background nhưng mà bị dư. Khoan, bị dư. Thank you.
ninh trật tự. Trật tự, trật tự. Blog nha, các bạn xem nó hiển thị ra đâu. Các bạn, cái này là hiển thị bên này đúng không? Bình thường nếu các bạn không float left nó, đây nè, chỗ này các bạn không float left nó thì nó sẽ ở dưới. Ok, nhìn nha. Rồi ok, không float left nó nằm ở đâu rồi? F5. Nó đè lên. Đây, bỏ float left cha này luôn. Đây. Bình thường là không float left nó thì nằm ở đây đúng không? Ủa đâu rồi? Đây. Thì bây giờ các bạn float left nó thì nó phải đẩy lên trên. À, tức là các bạn hover nó phải đẩy lên trên đúng không? Đẩy lên trên thì là để cái left. Cô để cái left là không. Left là không. Và top cô để là âm 300 pixel. Đây các bạn nhìn thử nha. Cô để background các bạn nhìn như dễ ha. Background color để yellow đi. 55 để yellow đúng không? Đây chưa? Các bạn chỉ cần căn chỉnh padding hit padding cái nữa hai hai đầu các bạn để là âm 320 pixel. Margin 5 pixel nữa là âm 330 pixel. Rồi chạy lại nè. 55. Đúng chưa? Dư 5 pixel. 25. Cô cộng thêm cả cái padding với cái margin của nó nữa thì nó đúng. Đây nha. Đây chưa? Đây. Đây nè. 55 nè. Để hết rồi chưa? Được chưa? Khi nãy là vì sao nó lỗi? Đáng lẽ là cô phải để cái sản phẩm là phải float cái sản phẩm chứ không phải là float. À, float cái SP chứ không phải là float sản phẩm. Bây giờ muốn nó float left thì sao? Đây nè. Bây giờ copy hai cái. Các bạn nhìn copy hai cái ha. Đây, Ctrl C. Copy hai cái. F5. Thì nó sẽ bị đẩy xuống dưới đúng không? Bị đẩy xuống dưới đúng không? Thì bây giờ các bạn float left nó không đẩy nữa. Float left cái SP này nè. Hiểu không? À, SP. Deep. SP. Float left. Chạy nha. Gì nó đầy ghê dữ hả? Đầy ghê dữ hả? SP width nhiêu? Ủa sao kỳ float left SP sao bị đầy dữ? Chờ cô xí. Ủa sao SP sao lại SP vì sao? Tôi biết rồi. Rồi ok. Hiểu rồi, hiểu sao này. Yeah.
Được chưa? Được không? Ok chưa? Còn khi ở trong cái hover này các bạn viết cái gì là tùy các bạn. Hiểu không ạ? Để link, để tất cả mọi thứ, nó là hai cái hộp nó đè lên nhau. Hiểu không ạ?